Thưa quý vị, xin được chào đón quý vị đến với lại Trí Tà Channel và xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trong những ngày qua thì tại Hoa Kỳ, tin tức về cái vấn đề mà khủng hoảng tại khu biên giới giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ lại một lần nữa trở thành đề tài mà đa số các chính khách thuộc đảng Cộng Hòa và ngay cả đảng Dân Chủ cũng đang quan tâm. Bởi vì cái hiện tượng mà khủng hoảng ở khu biên giới đã bắt đầu trở thành một vấn đề mà phải nói rằng đến giờ phút này hầu như không có cái cách nào để giải quyết. Sau khi mà Tổng thống Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng 2021 vừa qua, và cái vấn đề khủng hoảng hiện nay đã đi đến đỉnh điểm, tới độ mà chính quyền của Tổng thống Biden cũng phải áp dụng một số những điều khoản không khác gì từ thời của vị Tổng thống tiền nhiệm, đó là Tổng thống Trump. Vào thời Tổng thống Trump đó, thì Tổng thống Trump có sử dụng cái điều khoản 42 gọi là Title 42. Thì với cái điều khoản 42 này đó, thì Hoa Kỳ sẽ gửi trả lại tất cả những di dân bất hợp pháp từ khu biên giới, trả lại những quốc gia của những di dân này. Bởi vì theo Tổng thống Trump á, là hàng năm trước đây đó, thì dưới chính quyền của Tổng thống Obama thì Hoa Kỳ hàng năm đã viện trợ cho một số quốc gia Trung và Nam Mỹ 500 triệu Mỹ Kim hàng năm. Mà với cái số tiền viện trợ này đó, thì các quốc gia Trung Mỹ vẫn không có giải quyết được vấn đề di dân bất hợp pháp. Kính thưa tất cả quý vị, Hoa Kỳ là một quốc gia di dân. Thành ra là khi nói tới vấn đề di dân đó, đa số người tại Hoa Kỳ đều hiểu. Và khi nói tới vấn đề di dân mà để giải quyết vấn đề di dân á, phải có ngân sách. Bởi vì khi mà một quốc gia chúng ta có những cái chính sách di dân, và những cái di dân đó là di dân hợp pháp, khi mà cái vấn đề di dân hợp pháp đi vào Hoa Kỳ đó, thì lúc nào chính phủ Hoa Kỳ họ cũng phải đưa ra những cái ngân sách để mà hỗ trợ cho cái làn sóng di dân. Tại chúng ta cũng biết được, khi mà chúng ta có những làn sóng di dân mà đi vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp á, thì Quốc hội Hoa Kỳ lúc nào cũng phải đưa ra cái chuẩn thuận ngân sách để mà có thể giúp những người mới tới Mỹ một cách hợp pháp về vấn đề ăn ở, về vấn đề y tế, về vấn đề tìm kiếm việc làm. Bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia di dân, thành ra cái vấn đề mà những làn sóng di dân vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp là một cái điều mà đó là một cái điều xảy ra bình thường từ trước tới giờ. Tuy nhiên cái vấn đề mà tại khu biên giới giữa Hoa Kỳ với lại Mỹ Tây Cơ đó là một cái vấn đề khủng hoảng về di dân bất hợp pháp. Mà khi mà Tổng thống Biden ông còn là một ứng cử viên đó, thì chúng tôi nhớ khá rõ Tổng thống Biden đã lên tiếng để mà phê bình và phê bình Tổng thống Trump khá nhiều, cho rằng là Hoa Kỳ có những cái chính sách không có nhân đạo, cho rằng những chính sách di dân của Tổng thống Trump á, rất là khắt khe, đã gom các trẻ em đi một mình vượt qua khu biên giới vào một cái khu vực. Và trong những ngày vừa qua thì Tổng thống Trump ông đã lên tiếng là tất cả những cái trại mà để mà giữ những trẻ em di dân dưới vị thành niên á, đã được xây dựng từ năm 2014 dưới thời của Tổng thống Obama. Thành ra chúng ta thấy được báo chí truyền thông tại Hoa Kỳ đó, họ không bao giờ công bằng với vị Tổng thống tiền nhiệm là vị Tổng thống Trump. Tại vì vào năm 2019 chúng tôi đã thưa rồi, thì rất nhiều những trẻ em đi một mình di dân bất hợp pháp vượt qua khu biên giới, thì lúc đó dưới thời Tổng thống Trump á, thì các nhân viên biên phòng biên giới
cũng phải để cho các trẻ em này vô trong một cái khu ở tạm. Và cái thời đó đó thì báo chí tại Mỹ đã lên án Tổng thống Trump rất là nhiều, lên tiếng phản đối và các hội mà tranh đấu những nhân quyền. Còn hiện nay đó, thưa tất cả quý vị, cái số trẻ em đi một mình mà phải vô những cái khu tạm giam trong khu biên giới đã tăng lên đáng kể. Và những cái so sánh đó là với chỉ có 2 tháng cầm quyền mà thôi, thưa quý vị, mà hiện nay cái số mà trẻ em dưới vị thành niên đi một mình vượt qua biên giới không hợp pháp nó tăng lên 92%. 92%, thưa tất cả quý vị. Và con số mà di dân mà không hợp pháp đối với những người mà trên 18 tuổi đó đã tăng một cách chóng mặt và chúng ta không tưởng tượng được. Vấn đề di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới hiện nay là một vấn nạn của Hoa Kỳ. Các di dân từ một số quốc gia Trung Mỹ, Honduras, El Salvador, Guatemala và Mỹ Tây Cơ đang tiếp tục để mà cố gắng vượt qua bức tường biên giới để vào Hoa Kỳ một cách không hợp pháp. Điều này cho thấy rằng khi mà Tổng thống Biden ông lên nhậm chức và tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng đó, ông đã đưa ra một thông điệp để khuyến khích di dân bất hợp pháp. Bởi vì sau ngày 20 tháng Giêng chúng ta đã thấy rồi, làn sóng di dân tiếp tục đi vào Mỹ. Hoa Kỳ chúng tôi đã thưa là một quốc gia di dân. Tuy nhiên nếu mà Hoa Kỳ mà không có một cái chính sách gọi là cải tổ di dân đó, thì Hoa Kỳ làm sao có ngân sách để mà phải lo về vấn đề y tế, vấn đề học nghề, vấn đề giúp cho những cái người di dân đó hòa nhập vào cuộc sống của mình. Tất cả những cái vấn đề đó đòi hỏi phải có ngân sách. Mà chúng ta đều thấy ngân sách quốc gia Hoa Kỳ đang bị thâm thủng. Hơn một tuần vừa qua chúng ta đã thấy khá nhiều tin tức cho thấy rằng Tổng thống Biden đang nghĩ tới chuyện tăng thuế. Bởi vì khi mà chúng ta đều biết đó, khi mà cái việc chi tiêu nhiều hơn cái mức lợi tức đó, thì sẽ đi tới vấn đề thâm thủng ngân sách. Và chỉ có một cách giải quyết cho thâm thủng ngân sách đó, một là cắt giảm bớt những dịch vụ, cắt giảm bớt thêm những cái nhân viên, còn không vấn đề cắt giảm đó thì phải tăng thuế. Mà chúng ta thấy được Tổng thống Biden cũng và với những cái số chính khách hàng đầu trong đảng Dân Chủ, họ đang nghĩ thực hiện việc này. Mà bây giờ cái việc mà khủng hoảng di dân bất hợp pháp tại khu biên giới họ cũng đã không giải quyết được, và họ cũng đã phải đưa ra những quyết định phải tạm đóng cửa biên giới. Và cái chính sách mà tại khu biên giới của Tổng thống Biden hiện nay đó lại phải trở về giống như thời của vị Tổng thống tiền nhiệm. Thì chúng ta thấy đó, cuối cùng thì ai đúng và ai sai? Chúng tôi hiểu có rất nhiều người ủng hộ Tổng thống Biden, chuyện đó bình thường. Nhưng mà tuy nhiên Tổng thống Biden đã từng lên tiếng để chỉ trích Tổng thống Trump hà khắc về vấn đề biên giới, về vấn đề di dân. Và cuối cùng hiện nay thì Tổng thống Biden đã phải áp dụng những chính sách đó đã từng được áp dụng dưới thời của Tổng thống Trump. Mà chúng ta thấy không? Tất cả những cái vấn đề khủng hoảng biên giới hiện nay đó, báo chí truyền thông không muốn nhắc tới. Và khi họ nhắc tới, họ nhắc rất là nhẹ. Lại một cái sự không công bằng đối với Tổng thống tiền nhiệm, Tổng thống Trump. Chúng tôi nói rất là thẳng thắn, báo chí, truyền hình, truyền thông không có sự công bằng đối với Tổng thống Trump.
Rồi lại chúng ta thấy cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng 2 ngày vừa qua. Hiện nay các chuyên gia về chính trị đã bàn tán, đã bình luận khá nhiều. Trước hết, chúng tôi xin ghi nhận là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Antony Blinken đã mở màn bằng những lời lẽ chỉ trích rất là thẳng thắn. Và sau đó đó thì Trung Cộng đã phản ứng. Cái việc mà chúng ta đưa ra, chúng ta phát pháo đầu tiên mà Hoa Kỳ đã liệt kê tất cả những hồ sơ vi phạm của Trung Cộng mà có thể Hoa Kỳ cũng không ngờ. Cái cách phản ứng của Trung Cộng cũng đưa ra để muốn dạy dỗ Hoa Kỳ là những cái biến động chính trị tại Hoa Kỳ, và Trung Cộng đã rất là phách lối cho rằng Hoa Kỳ không đủ tư cách để mà đưa ra những lời phê bình Trung Cộng. Và Trung Cộng lại đưa ra cái vấn đề Hoa Kỳ không giải quyết được vấn đề là Black Lives Matter, thì tại sao Hoa Kỳ lại lên tiếng để mà dạy dỗ Trung Cộng? Cùng một thời điểm thì có những lời phát biểu của Tổng thống Biden đối với Tổng thống Putin, cho rằng Tổng thống Putin là một kẻ sát nhân. Và sau đó thì Tổng thống Putin lại đưa ra lời thách đấu, đòi tranh luận với Tổng thống Biden. Đây phải gọi là một cái tình trạng là Tam Quốc hậu chiến. Thì cái vấn đề mà các vị nguyên thủ của các quốc gia, của các cường quốc lời qua tiếng lại dùng những lời lẽ mạnh mẽ là chuyện bình thường. Cái điều mà tất cả chúng ta đang chờ đợi đó, những chính sách trong những ngày sắp tới của Tổng thống Biden có thật sự cứng rắn giống như những lời phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Blinken hay không? Cho tới giờ phút này thì các nhân viên ngoại giao, các chuyên gia ngoại giao dưới thời Tổng thống Biden cũng đều thấy chính sách ngoại giao của Tổng thống Trump là hợp lý. Do đó hiện nay đó, chính quyền Biden cũng không có thay đổi gì nhiều đối với chính sách ngoại giao. Bởi vì Tổng thống Biden hiểu được á, đối với những cái quyết định về Iran, những cái chính sách áp thuế đối với Trung Cộng, những cái quyết định cứng rắn đối với Bắc Hàn đó của thời của Tổng thống Trump là thích hợp. Thế là nếu mà có thay đổi đó, Tổng thống Biden cũng sẽ chưa biết thay đổi cách nào, thay đổi như thế nào. Bởi vì khi mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Blinken đi công du qua bên Nhật Bản cũng như Nam Hàn là cũng chỉ muốn đưa ra thông điệp với Trung Cộng là Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục có cái quan hệ thân thiết với hai đồng minh chiến lược để mà sẵn sàng có những phản ứng với Trung Cộng. Thì những cái việc này chúng ta thấy được đã có từ thời vị tổng thống tiền nhiệm rồi. Thành ra cái điều này chúng tôi muốn chia sẻ rằng những cái gì mà Tổng thống Trump mà làm trong quá khứ đó, làm bằng bất cứ hình thức nào đều bị báo chí truyền thông đem ra để phân tích, để mà chỉ trích, để mà cười đùa. Còn bây giờ, một số những chính sách của Tổng thống Biden thì chúng ta đã thấy báo chí truyền thông lại không có những lời chỉ trích giống như của thời Tổng thống Trump. Một sự không công bằng. Cái vấn đề khủng hoảng biên giới tại khủng hoảng về vấn đề di dân bất pháp tại khu biên giới đó là một vấn đề phải nói là vô cùng nhức nhối, vừa nhức nhối mà vừa nhạy cảm đối với rất nhiều thành phần tại xã hội Mỹ. Thành ra cái điều này cho thấy rằng Tổng thống Biden rất là bận rộn và quan tâm về vấn đề này
hiện nay. Bởi vì các chính khách của Đảng Cộng Hòa, họ đang và sẽ tiếp tục lên tiếng để chỉ trích. Và nếu mà điều này tiếp diễn mà tổng thống Biden không giải quyết được đó, thì một cái chuyện hiển nhiên thấy sẽ có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Bởi vì người dân Hoa Kỳ đều hiểu rõ là cái vấn đề là phải có những cái chính sách di dân thích hợp để mà giải quyết cái nạn khủng hoảng tại khu biên giới. Bởi vì có rất nhiều những cái tệ nạn đã xảy ra tại khu biên giới. Và từ thời của các đời tổng thống trước á, họ nhiều khi họ không dám nêu ra. Nhưng mà một số những cái vấn nạn như là vấn đề băng đảng, vấn đề ma túy, một số những thành phần tội ác đã lợi dụng cái cửa biên giới để đi vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Và một số những thành phần tội phạm cũng từ một số quốc gia khác, chúng tôi thưa quý vị, từ một số quốc gia khác cũng là đi qua một số quốc gia Trung Mỹ để đi vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Thành ra dù muốn dù không, vấn đề biên giới chúng tôi nghĩ là phải được giải quyết. Đó là một trong những cái ưu tư hàng đầu hiện nay của Tổng thống Biden. Và hai thế lực còn lại ở trên chính trường thế giới, đó là Trung Cộng và Nga. Thì chúng tôi không biết trong thời gian sắp tới, ngoài cái việc hậu chiến vừa qua đó, thì trong thời gian sắp tới, Hoa Kỳ sẽ đưa ra những chính sách nào để mà thứ nhất là phải kềm chế thái độ sức sược và ngang ngược của Trung Cộng. Cái thứ hai nữa là phải có một đối sách thích hợp để mà không để cho Nga tiếp tục dùng những cái cơ hội phát triển kinh tế để mà bành trướng về vấn đề kinh tế tại các quốc gia châu Âu. Đó là một bài toán không đơn giản chút nào. Hoa Kỳ đang vẫn là đứng trước hai thế lực, Nga và Trung Cộng. Vẫn là không có thoát được trong một cái trận thế tam quốc, ba quốc gia tranh hùng. Mà chúng ta thấy những cái lời lẽ vô cùng sắc sược từ phía Trung Cộng đã diễn ra trong hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần qua, đã cho thế giới thấy Trung Cộng gửi ra một cái lời nói rất là thẳng là Trung Cộng vẫn muốn có ý định là bá chủ thế giới. Chúng ta đã nghe rất là nhiều, chúng ta đã thấy trước ống kính truyền hình. Thành ra cái việc mà phía Hoa Kỳ đã dùng những lời lẽ chỉ trích đem hồ sơ những cái vi phạm của Trung Cộng là điều tốt. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng và thấy là Tổng thống Biden phải có một cái chính sách rất là cứng rắn đối với Trung Cộng nữa, để mà trả lời cho những cái thái độ phải nói là rất là ngang ngược và sức sược của Trung Cộng. Hoa Kỳ cuối cùng cũng phải là quốc gia đi tiên phong để mà có phản ứng chỉ mặt Trung Cộng, thì các quốc gia khác đó, họ mới có được niềm tin. Thì cái cuối cùng chúng ta thấy rõ, có những quan hệ đa phương hay tứ phương như thế nào đi nữa đó, thì Hoa Kỳ vẫn không thể nào mà không đứng vào vị trí lãnh đạo của thế giới phương Tây. Và xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày an bình và hạnh phúc.